Thật là vui khi mà chỉ 1-2 tháng nữa thôi thì chúng ta sẽ đón Tết Nguyên Đán. Và bạn Dung sẽ đón Tết với một diện mạo mới, sạch hoàn toàn vết chằm bớt xanh Derota ở trên mặt, thưa quý vị. Đây là khuôn mặt mới của bạn Dung. Dung ơi, em cảm thấy như thế nào khi mà 1-2 tháng nữa thôi thì mình sẽ đón Tết rồi? Em cảm thấy rất vui và tự tin. Mình tự tin với cái tình trạng hiện tại bây giờ đúng không em? Vâng, chị. Khoảng độ 2 buổi nữa là Dung có thể kết thúc. Và cũng như là năm nay thì với một cái Tết Nguyên Đán đón của 2024 thì của Dung thì cái tình trạng này của em là có thể đón một năm mới với một diện mạo mới khác hoàn toàn trước đây. Dung có thấy vui không? Em có cảm thấy vui. Ừ. Xóa chằm sớm, đón Tết trọn vẹn. Thời điểm vàng, xóa chằm ngay cùng Ohio. Ưu đãi cực hấp dẫn, chỉ từ 199k một cm vuông. Đăng ký ngay.